ta đang đi đến với chợ Pleiku bán ổi à. Không được có rượu ổi. Ăn thử. Quả này quả gì? Ăn được không? Có những cái quả rất là oi ức và nóng. Buổi sáng ở đây họp chợ nắng quá, không thể nào mà nói hơn nữa. Đứng chờ các vị tí. Và đại lý và đại lý mua mì tôm. Trong chợ thì còn đòi như ngày cửa hàng không mua thôi cái gì vậy? Các bà đi đâu đây? Giày dép gì thì tôi đi. Dép. Chỉ có đồ Thái mua thì mua, còn đồ này nhạt thiếu cái gì. Thật. Vào một cái hàng vớp vẩn. Vào cái đấy chị mua làm gì? Mua các đồ kia chứ, vào hàng khô này làm gì? Rau này mua đâu? Thế giờ đi mua gì? Mua giày dép thì đi về đi mua hàng rau hàng khô đằng này còn gì nữa? Vào lấy giày dép làm cái gì?
tiêu khô vào đây, ai mua gì thì vào. Tiêu mua rồi, khô măng khô. Đúng rồi.
cho nó cho Mấy bà kia về rồi nhá. Không ba. Nhặt cho nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.